Mode. Xin chào anh, chị đã có mặt trong buổi webinar tối ưu hóa đội ngũ bán hàng của ngày hôm nay. Tôi là Lã Thị Phương Thảo đến từ công ty Profile International Southeast Asia. Hôm nay tôi sẽ là điều phối viên của webinar này. Đầu tiên, xin mời anh chị kiểm tra chế độ âm thanh bằng cách click vào nút Mic and Speakers tại ô bên phải của màn hình. Nếu âm thanh vẫn còn chưa tốt, anh chị vui lòng kiểm tra trong phần sound check. Trong suốt buổi webinar, chúng ta sẽ có một số hình thức trao đổi thông tin như sau. Cách đầu tiên là trao đổi thông tin tại ô cửa sổ chat. Tôi vừa đặt một câu hỏi trong ô cửa sổ chat đó là anh chị thấy webinar tổ chức vào thứ năm 3 giờ đến 4 giờ có thuận tiện cho mình không ạ? Anh chị vui lòng trả lời để làm quen với chức năng này đi ạ. Tiếp theo là chúng ta có cách thứ hai đó là trả lời các câu hỏi khảo sát. Diễn giả của chúng tôi sẽ có một số câu hỏi khảo sát để giúp anh chị hiểu hơn về phần trình bày. Có hai dạng câu hỏi khảo sát. Thứ nhất là dạng câu hỏi có một sự lựa chọn và hai là dạng câu hỏi có nhiều sự lựa chọn. Đối với mỗi câu hỏi khảo sát, chúng tôi sẽ dành 30 giây để anh chị có thời gian trả lời. Nào chúng ta hãy khởi động bằng câu hỏi khảo sát đầu tiên của ngày hôm nay. Đó là công ty của anh chị hiện đang làm việc trong lĩnh vực nào ạ? Chúng ta có dịch vụ tuyển dụng, đào tạo tư vấn, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng nhanh, sản xuất và các lĩnh vực khác. Chúng ta còn 20 giây để trả lời. Các anh chị vui lòng trả lời câu hỏi khảo sát vừa rồi để làm quen với chức năng này đi ạ. Như vậy là thời gian trả lời câu hỏi khảo sát của chúng ta đến đây là kết thúc. Như vậy, tham dự buổi webinar hôm nay của chúng ta có 13% các anh chị hiện đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tuyển dụng, đào tạo và tư vấn, 10% các anh chị đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, 3% đang làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, 33% là trong sản xuất và 40% là các lĩnh vực khác. Cảm ơn các anh chị đã trả lời câu hỏi khảo sát vừa rồi. Và tiếp theo thì sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu diễn giả của chúng ta của ngày hôm nay là anh Trần Quốc Huy, trưởng phòng dịch vụ khách hàng và chuyên viên cao cấp của Profiles International Southeast Asia. Anh Huy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, triển khai hệ thống bài đánh giá nhân sự, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên. Hôm nay anh sẽ trình bày về nội dung tối ưu hóa đội ngũ bán hàng. Đối với chương trình webinar hôm nay của ngày chúng ta sẽ bao gồm hai phần. Phần đầu tiên sẽ là phần trình bày của anh Huy diễn ra trong vòng 30 phút và sau đó chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp diễn ra trong vòng 15 phút. Và bây giờ tôi xin chuyển lại phần trình bày cho diễn giả Trần Quốc Huy. Cảm ơn phần chia sẻ của bạn Thảo và Huy. Xin chào các anh chị đã đến với buổi webinar của Profiles International Southeast Asia. Chương trình chủ webinar của Profiles nhằm mục tiêu chia sẻ, cập nhật một số kiến thức xoay quanh cái lĩnh vực nhân sự tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Thì trong nội dung trình bày của ngày hôm nay, ngoài những cái thông tin được trích xuất từ các khảo sát, sách vở, bài viết, còn có một số các gợi ý để giúp cho các anh chị không những công tác trong lĩnh vực nhân sự mà cũng như công tác ở những cái phòng ban khác như là phòng ban bán hàng, marketing vân vân. Thì chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn nhằm để nâng cao cái chất lượng công việc của mình cũng như là nâng cao cái chất lượng cái mối quan hệ giữa chúng ta với lại những cái người nhân viên trong phòng ban. Thì trước khi đi vào cái phần nội dung chính thì Huy xin giới thiệu sơ lược về Profiles International. Thì chúng tôi là một công ty chuyên về mảng cung cấp các công cụ đánh giá con người nhằm giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa tiềm năng của mỗi người để đạt được cái hiệu quả kinh doanh tối đa. Và chúng tôi hiện giờ đã có mặt tại hơn 123 quốc gia, làm việc với hơn 40.000 khách hàng và đã cung cấp hơn 50 triệu bài đánh giá đến người sử dụng. Profile
International Southeast Asia là đại diện tại khu vực Đông Nam Á của Profiles International. Thì chúng tôi làm việc với các khách hàng trong nhiều lĩnh vực cũng như là những quy mô khác nhau và trải dài từ tuyển dụng đến phát triển kỹ năng lãnh đạo. Và chủ đề chúng ta sẽ trao đổi trong webinar lần này sẽ xoay quanh đội ngũ bán hàng. Và trước khi Huy đi vào cái nội dung chính của mình thì Huy có một cái khảo sát nhanh để có thể nắm được là trong số các anh chị đã tham gia webinar ngày hôm nay thì có bao nhiêu anh chị đang công tác tại cái vị trí Huy tạm gọi là quản lý bán hàng. Nghĩa là nếu anh chị có quản lý bất kỳ đội nhóm nào, tùy công ty chúng ta có thể gọi đó là sales manager, có nơi thì có thể gọi là sales supervisor hay là team leader. Nếu anh chị đang công tác tại những cái vị trí mà đòi hỏi mình cần phải quản lý những cái bạn nhân viên bán hàng thì mình sẽ hãy lựa chọn cái phương án là từ cấp quản lý trở lên. Còn những anh chị nào mà chúng ta đang công tác tại những cái vị trí bán hàng thấp hơn thì chúng ta có thể lựa chọn cái đáp án là nhân viên bán hàng. Và nếu anh chị nào mà chúng ta không phải là đang công tác trong cái phòng ban bán hàng hoặc kinh doanh thì chúng ta có thể lựa chọn cái phương án khác. Thì các anh chị đang thấy trên màn hình là chúng ta có ba cái phương án và Huy vừa giải thích một số cái ví dụ để giúp cho các anh chị lựa chọn này. Để thông qua cái khảo sát này thì để xem là có bao nhiêu các anh chị tham gia webinar ngày hôm nay chúng ta đang công tác ở cái vị trí nào. Chúng ta còn khoảng 15 giây, nếu anh chị nào chưa trả lời thì chúng ta tranh thủ ha. Nếu chúng ta đang công tác tại những cái vị trí nào mà cho phép mình quản lý những cái bạn nhân viên bán hàng bên dưới thì chúng ta hãy chọn cái phương án là Sales Manager. Còn nếu ai mà chúng ta đang làm là nhân viên bán hàng thì chúng ta hãy chọn cái phương án là Sales Rep. Còn những anh chị nào mà chúng ta không phải nằm trong cái phòng kinh doanh hoặc là phòng bán hàng thì chúng ta hãy chọn cái phương án khác. Rồi, chúng ta đã có đáp án. Thì trong số tất cả các anh chị tham gia webinar ngày hôm nay thì có gần 40% các anh chị đang công tác tại cái vị trí là quản lý bán hàng và phần còn lại là các anh chị đang công tác tại phòng ban khác. Huy xin cảm ơn phần chia sẻ của các anh chị. Thì trong cái loạt series webinar về chủ đề bán hàng của Profiles thì chúng ta sẽ tập trung nhiều về cái vai trò của cái người quản lý nhiều hơn là nhân viên. Bởi vì với cái vai trò là quản lý thì các anh chị sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái quá trình công tác của mình. Và một điều nữa là Profiles chúng tôi cũng có những cái công cụ nó hỗ trợ tốt hơn cho các anh chị ở cái cấp độ này. Còn những anh chị nào mà chúng ta đang công tác tại những phòng ban khác thì Huy cũng hy vọng là qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng ta có thêm được những cái thông tin kiến thức để nếu có dịp thì mình có thể chia sẻ lại với những cái anh chị ở trong phòng ban kinh doanh tại công ty của mình. Thì khi mà chúng ta nói về những cái thử thách dành cho cái người quản lý bán hàng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mục tiêu trong công việc và hầu hết những cái mục tiêu này nó đều gây ít nhiều khó khăn cho các quản lý bán hàng và đặc biệt là những ai đang công tác tại cái cấp độ này ở lần đầu tiên. Và mặc dù nó có nhiều mục tiêu như vậy nhưng mà hầu hết những cái điều này đều phục vụ cho một cái mục đích cuối cùng, đó là chúng ta hãy đạt hoặc là tăng doanh số, hoặc là chúng ta phải tăng về số lượng, hoặc là chúng ta phải giảm chi phí, hoặc là chúng ta phải tối ưu hóa cái năng suất của một người nhân viên bán hàng. Và cái việc đạt hoặc là tăng doanh số này nó không chỉ giúp cho chúng ta đạt được những cái mục tiêu trong công việc mà chính từ những cái điều đó nó sẽ dẫn đến những cái sự thành công về mặt tài chính của cá nhân mình. Thì song song với đó chúng ta vẫn có thể phát triển bản thân và làm cho mình hoàn hảo hơn. Nếu các anh chị có 6 nhân viên bán hàng và chúng ta thanh toán lương hàng tháng cho 6 người thì có đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có 6 năng suất như nhau. Thực tế thì mỗi khi mà chúng ta đầu tư thời gian, chúng ta đầu tư công sức, tiền bạc để thêm vào một cái thành viên nhóm thì hầu như chúng ta đều mong chờ là cái doanh số sẽ phải tăng lên. Cái điều này là cái điều hợp lý. Ví dụ như nếu Huy có một cái đội ngũ sales là 5 người với doanh số là 1 triệu đô thì khi thêm một cái thành viên mới vào thì trung bình cái doanh số Huy hy vọng là nó sẽ phải tăng lên khoảng 200 nghìn hoặc thậm chí là phải nhiều hơn nữa. Nhưng mà sự thật thì không phải lúc nào nó cũng như vậy. Anh chị có bao giờ cảm thấy rằng là mình đang đầu tư vào 6 cái người nhân viên bán hàng nhưng mà cái kết quả đạt được nó chỉ tương đương với 5 người hay không?
Anh chị có cảm thấy khi nhìn vào cái đội ngũ bán hàng của mình, chúng ta có 5 người đang kéo cái doanh thu về phía doanh nghiệp của mình và một người đang kéo theo hướng ngược lại hay không? Hoặc là thậm chí là chúng ta chỉ có 4 người kéo vào và 2 người kéo ra, hoặc thậm chí là thấp hơn như thế nữa. Thì khi mà profiles chúng tôi phỏng vấn những cái đội ngũ bán hàng với hàng chục, hàng trăm nhân viên, thì đối chiếu cái số lượng nhân viên và doanh số thì có một cái sự thật rằng là không phải ai cũng đạt được đúng cái doanh số mà họ cần phải đạt được. Theo một cái nghiên cứu trung bình thì trong một cái đội ngũ bán hàng chúng ta sẽ có khoảng 16% những cái người nhân viên họ sẽ nằm trong cái nhóm mà mình tạm gọi là cái nhóm nhân viên xuất sắc, cái top trên. 68% họ sẽ nằm đâu đó ở trong cái nhóm top giữa, có thể mình có thể hiểu là cái nhóm trung bình khá, và 16% là họ sẽ nằm ở cái top dưới, là những cái nhóm người kém. Thì top trên, top giữa, top dưới là đại diện cho ba cái nhóm nhân viên mà khi chúng ta nhìn về cái đội ngũ sale, chúng ta sẽ thấy là hầu hết những cái người nằm ở top trên họ là sẽ là cái người mang về rất là nhiều doanh thu cho mình. Top giữa là những cái người mà nói chung là đạt cái target của mình, hoặc là đôi khi nếu có thiếu hụt hoặc là có vượt cái doanh số đặt ra thì cái chỉ số vượt nó cũng sẽ không nhiều, và top dưới là những cái người mà họ họ cách rất là xa so với lại cái mức doanh số mình đưa ra. Thì trong thực tế cái việc phân bổ này nó có đúng như vậy hay không, thì nếu các anh chị đang nhìn trên màn hình thì chúng ta sẽ thấy là một cái bảng thống kê. Thì đây là một cái bảng nó thể hiện những cái điểm số, những cái chỉ số về mặt năng suất, về mặt chi phí cho một cái vị trí gọi là giao dịch viên tại một cái ngân hàng của một cái người khách hàng của Profiles chúng tôi. Thì ở đây chúng tôi tạm thời chúng tôi sẽ không để cái tên thật của những người nhân viên này để nhằm bảo mật cái thông tin cho khách hàng của mình. Thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta có ba cái cột, một cái cột gọi là tỷ lệ điểm hiệu suất công việc. Thì đây là cái cột mà chúng tôi thu thập từ những cái con số thực tế từ cái vị trí giao dịch viên này, có nghĩa là cái số lượng thẻ credit hoặc là debit các bạn bán, hoặc là các bạn mở account cho khách hàng, hoặc là cái số tiền vay mà các bạn có thể huy động được. Thì chúng tôi cộng những cái con số thực tế đó lại và chúng tôi chia ra trên cái doanh số mà cái doanh nghiệp này họ áp đến cho những cái bạn giao dịch viên này, thì chúng ta ước tính ra được cái tỷ lệ hiệu suất công việc là bao nhiêu phần trăm. Và chúng tôi có một cái cột thứ hai là cái phần chi phí lương hàng tháng. Thì ở đây là cái chi phí chúng ta tạm tính là những cái lương cứng, dĩ nhiên là chúng ta sẽ có thêm những cái phần gọi là hoa hồng hoặc là những cái phúc lợi khác, nhưng mà những cái phần đó là những cái chi phí nó không cố định, và chúng ta sẽ có những cái hoa hồng cao hay thấp, nó sẽ tùy thuộc vào cái năng năng suất làm việc của người nhân viên, cho nên tạm thời là chúng tôi không không có tính vào trong đây. Thì từ hai cái con số đó và mình tính ra được cái cột ở bên tay phải, đó là cái cột ROI, có nghĩa là cái cột Return on Investment. Thì điều này có nghĩa rằng là các anh chị thấy là cái bạn An, cái người nhân viên xuất sắc nhất số 1, có cái tỷ lệ điểm hiệu suất là 148%. Thì khi mà mình nhìn cái chỉ số ROI của bạn đó là 519, điều đó có nghĩa rằng nếu công ty đầu tư 350 đô vào cho cái bạn này hàng tháng, thì cái số tiền mà bạn này kiếm được về cho công ty trung bình là 519 đô. Tương tự là đối với bạn Bình là 479 và bạn Chi là 469, và chúng tôi kéo dài đi xuống đến cái bạn cuối cùng là những cái chị. Thì qua cái số này chúng ta sẽ thấy được rằng là nhìn vào thì chúng ta cũng hề ước lượng được rằng đâu là những cái người top trên, đâu là những cái người top giữa và đâu là những cái người top dưới. Thì chúng ta thấy rằng là những người nào mà có cái tỷ lệ điểm hiệu suất từ 130% trở lên đều được cái doanh nghiệp này, và cũng như chúng tôi khuyến cáo, được xem là những cái người top trên. Còn những người top giữa chúng ta sẽ thấy là những cái người mà họ gọi là nằm đâu đó trên dưới cái mức doanh thu mà công ty đặt ra là 100%, và những người top dưới là những người có cái khoảng cách rất là xa so với lại cái doanh thu mình đưa ra, cái doanh số mà mình đưa ra, và cái hiệu số ROI của các bạn top dưới thực sự cũng không cao. Và nếu các anh chị thấy là công ty đầu tư cho mỗi người trung bình cứ là 350 đô hàng tháng đi, thì các bạn này không 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 những là không đưa về được những cái lợi nhuận cho công ty, mà còn tạo ra những cái khoản lỗ cho cái doanh nghiệp này hàng tháng. Thì nếu mà chúng ta nhìn trung bình thì cái tỷ lệ hiệu quả công việc của toàn cái đội nhóm giao dịch viên 14 người này trung bình chỉ có 92% mà thôi. Tỷ lệ hiệu quả công việc riêng cái top trên 3 người
đã là 140%, và cái trung bình tỷ lệ hiệu quả công việc của top giữa là 115, và cái tỷ lệ hiệu quả công việc của top dưới là chỉ có 36% mà thôi. Do đó là các anh chị thấy được rằng là cái cơ hội bị mất của cái doanh nghiệp này nó là một cái con số không hề nhỏ về mặt doanh thu. Và điều này chúng ta thấy là những cái người ở top dưới so với lại những cái người top trên cũng như là những cái người top giữa, thì những cái người top dưới họ bán ít hơn cái người top giữa là khoảng 79%. Những người top trên thì họ bán nhiều hơn những người top giữa là khoảng 25%, và cái khoảng cách từ những người top trên đến những người top dưới là nó chênh lệch đến 104%. Từ này chúng ta thấy gần như là một người top trên sẽ cán đáng nhiều hơn một người top dưới. Đó, thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng là cái thực tế chỉ ra rằng là những cái người nhân viên sales mà top dưới là những cái người thực sự là tạo ra những cái khó khăn, cũng như họ là những cái người kéo cái phần chi phí giống như là đẩy cái phần doanh thu đi khỏi doanh nghiệp của mình. Và nếu chúng ta không có nhiều những cái người top trên thì chúng ta sẽ rất là khó bù đắp cho những cái khoản này. Thì về vấn đề để xây dựng được cái đội ngũ bán hàng cho riêng mình một cách hiệu quả nhất thì chúng ta phải làm thế nào? Bởi vì khi nhìn vào những cái chỉ số như thế này thì gần như chúng ta không thể dự đoán được trước khi mà chúng ta lựa chọn các bạn đó, là làm thế nào để tôi biết cái người này là cái người có khả năng trở thành top trên, hay là cái người này có khả năng là top giữa hay là top dưới, vân vân. Thì để xây dựng cái đội ngũ hiệu quả riêng cho mình á thì chúng ta thường có hai sự lựa chọn: hoặc là chúng ta sẽ chọn đúng người ngay từ những cái bước đầu tiên, hoặc là chúng ta sẽ dành thêm thời gian công sức để phát triển những cái người hiện tại. Và cứ theo như quy luật thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đào thải những cái người mà có cái chất lượng công việc không cao, cũng như là vẫn sẽ tiếp tục thay đổi và phát triển những cái người hiện tại lên một cái cấp độ cao hơn. Và cả hai cái sự lựa chọn này nó sẽ tồn tại song song với nhau, và chúng ta sẽ kết hợp để có thể xây dựng được một cái đội ngũ bán hàng hiệu quả. Và trong giới hạn thời gian của webinar ngày hôm nay thì Huy sẽ nói về cái việc là chúng ta làm thế nào để chúng ta chọn đúng cái người bán hàng về cho cái đội ngũ của mình, và cái phần thứ hai là phát triển đội ngũ hiện tại thì Huy sẽ để dành cho cái webinar vào tháng sau. Thì khi mà chúng ta nói về vấn đề làm thế nào để chọn đúng người thì có thể có những anh chị sẽ có suy nghĩ rằng là đây là cái việc của phòng HR, phòng nhân sự hoặc là phòng tuyển dụng, thì Huy đồng ý. Nhưng mà đối với cái việc mà chúng ta chọn những cái người bán hàng về cho nhóm của mình thì nhân sự hoặc phòng tuyển dụng họ chỉ nên đóng một cái vai trò trong toàn bộ cái quy trình, và họ chỉ nên giúp chúng ta trong cái việc là thu hút ứng viên về, họ quản lý hồ sơ cũng như là quản lý những cái thông tin thủ tục hành chính, vân vân. Chính chúng ta, những anh chị đang là những cái người làm quản lý bán hàng sẽ là những cái yếu tố, sẽ là cái yếu tố chủ chốt để giúp cho cái việc chọn đúng người về nhóm của mình. Nói đơn giản thì phòng nhân sự hoặc là phòng tuyển dụng họ sẽ quản lý cái đầu vào và cái đầu ra. Còn các anh chị là những người quản lý bán hàng, chúng ta nên tập trung vào cái phần đánh giá ở giữa, và chúng ta nên nên gọi là tham gia vào những cái quy trình như là chúng ta sàng lọc hồ sơ, chúng ta phỏng vấn. Chính chúng ta sẽ là những cái người kiểm tra kỹ năng chuyên môn cũng như là đánh giá về cái mặt hành vi, đánh giá về cái mặt tố chất con người của cái bạn ứng viên này để xem họ có phù hợp với lại cái nội nhóm của mình hay không. Chứ chúng ta đừng nên cán đáng hết tất cả những chuyện đó cho cái phòng nhân sự hoặc cho phòng tuyển dụng. Thì đến đây Huy có một cái câu hỏi dành cho các anh chị là có bao nhiêu anh chị trong webinar ngày hôm nay chúng ta tham gia vào cái quy trình tuyển dụng nhân viên bán hàng của mình? Thì Huy có 4 đáp án dành cho các anh chị. Một là các anh chị tham gia từ những bước đầu tiên, ví dụ như sàng lọc hay là phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại, hoặc là chúng ta chỉ tham gia vào cái giai đoạn là phỏng vấn hoặc đánh giá trực tiếp về mặt kiến thức hoặc là kỹ năng chuyên môn. Phương án thứ ba là các anh chị tham gia từ đầu đến cuối luôn, bao gồm sàng lọc hồ sơ cho đến cái bước là đàm phán lương và phúc lợi. Hoặc là cái phương án thứ tư là chúng ta không tham gia bất kỳ cái bước nào trong trong cái quy trình mà Huy vừa nêu trên. Thì các anh chị hãy dành vài giây để chúng ta suy nghĩ và chúng ta lựa chọn một cái phương án.
Rồi. Qua cái phần khảo sát nhanh vừa rồi thì Huy thấy rằng là chúng ta có khoảng 11% là các anh chị tham gia từ những cái bước đầu sàng lọc hoặc là phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại. Một số anh chị khoảng 36% thì chúng ta chỉ tham gia phỏng vấn trực tiếp về mặt chuyên môn, và 36% thì tham gia từ toàn bộ cái quy trình từ bước 1 cho đến cái bước cuối cùng là đàm phán lương bổng và phúc lợi cho cái người nhân viên này luôn, và chỉ có khoảng 16% là chúng ta không tham gia bất kỳ ở cái bước nào. Hy xin cảm ơn phần chia sẻ của các anh chị. Với những anh chị nào mà chúng ta có tham gia một phần vào cái quy trình tuyển dụng nhân viên bán hàng thì Huy nghĩ rằng cái chất lượng đội ngũ của anh chị chắc chắn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn những anh chị nào mà chúng ta chưa tham gia dưới bất kỳ hình thức nào thì Huy cũng hiểu được cái tính chất công việc hoặc là đôi khi cái quỹ thời gian của mình nó không cho phép chúng ta can dự vào cái quy trình chọn người. Nhưng mà hy vọng là sau cái webinar ngày hôm nay thì chúng ta có thể xem xét lại, bởi vì ở những cái slide tới thì những cái mà Huy chia sẻ nó có thể thiên một chút về cái mặt nhân sự tuyển dụng vân vân, nhưng mà Huy nghĩ là chúng ta với vai trò là những cái người quản lý bán hàng, chúng ta đang tìm những người phù hợp về cho mình thì chúng ta cũng nên biết để xem là trong cái quy trình lựa chọn tuyển dụng thì cái xác suất mà chúng ta chọn được đúng người về cho cái nhóm của mình nó sẽ như thế nào. Thì khi mà chúng ta nói về cái công việc sales á, công việc bán hàng có nghĩa là chúng ta đang nói về một cái công việc mà có hơn 20 triệu người liệt kê là cái công việc đầu tiên của họ. Cái tỷ lệ luân chuyển trung bình trong năm đầu tiên của cái vị trí công việc sales trung bình là 40%. Và cái chi phí tuyển dụng để thay thế nó dao động từ 50.000 cho tới 550.000 đô. Và hiện nay trên Career Builder thì có khoảng hơn 56.000 vị trí sales nó đang được mở. Và trong top 10 nghề nghiệp tuyển dụng khó tuyển dụng nhất thì sales là cái vị trí nằm ở số 2. Nếu các anh chị có thắc mắc cái vị trí số 1 là vị trí gì thì Huy xin trả lời luôn, đó là những cái vị trí mà chúng ta gọi là những cái vị trí về mặt chuyên viên, có nghĩa là specialist, những người mà họ chỉ chuyên làm về hoặc là có những cái kiến thức nó khá là hẹp và nó chuyên sâu về một cái vấn đề nào đó, thì chỉ có cái vị trí đó là đứng trên vị trí sales bán hàng của mình mà thôi. Và 85% những cái anh tổng giám đốc đều là xuất thân từ cái vị trí từ cái công việc là sales và marketing. Thì đưa ra những cái con số như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là có quá nhiều ứng viên ngoài thị trường, và chính cái điều đó nó tạo lên một cái áp lực không nhỏ là làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn đúng, làm thế nào để chúng ta có thể chọn đúng cái người bán hàng phù hợp cho doanh nghiệp, cho cái dòng sản phẩm hoặc là cho loại hình dịch vụ, cho cái nhóm đối tượng khách hàng của doanh nghiệp mình. Đó là một cái thách thức. Và chính vì cái điều này đôi khi những người mà họ được phân công phụ trách cái việc tuyển dụng cái vị trí bán hàng, họ cũng bị áp lực về mặt thời gian là phải tuyển đủ người cho cái phòng sale trong một cái thời gian ngắn, cho nên là sẽ có xác suất cao là họ sẽ sàng lọc ứng viên rất là nhanh để nhằm tiết kiệm thời gian, và đôi khi đây không phải là một cái điều tốt. Huy xin chia sẻ một cái câu chuyện về một người HR. Cái người này họ tuyển dụng một cái vị trí bán hàng để cho các anh chị có thêm một cái góc nhìn về những gì diễn ra khi chúng ta không tham gia vào cái quy trình tuyển dụng, hoặc là dưới áp lực thời gian tuyển người thì những người tuyển dụng chúng ta thường sẽ có khuynh hướng như thế nào. Có thể cái điều này nó cũng sẽ đôi lần xảy ra đối với chính các anh chị. Thì cái câu chuyện được chia sẻ là về cái anh Adam Grant. Thì Adam Grant hiện là một cái người giáo sư ngành tâm lý học của trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, và là một cái tác giả của một quyển sách rất là nổi tiếng là Give and Take. Thì ngày trước Adam Grant làm tại một công ty và được cái người giám đốc của mình yêu cầu tuyển một cái vị trí bán hàng mới cho công ty. Thì trong số tất cả những cái hồ sơ ứng viên nộp về cho công ty mình á, thì có một cái anh tên là Ari. Thì anh Ari này là một cái người ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành toán học và có sở thích lắp ráp máy móc trong cái thời gian rảnh. Thì cái hồ sơ của anh Ari này ban đầu được cái anh Adam lúc nãy cho là không đáng xem xét, bởi vì theo cái ý kiến của anh Adam thì cái việc mà một người bán hàng thì không nên là một người có cái bằng cấp về toán học và thích lắp ráp mô hình, thì nghe như vậy nó rất là không không có hợp lý.
Một cái người mà có những cái sở thích và có kiến thức như vậy thì không thể là một người bán hàng giỏi được. Thì tuy nhiên cái người giám đốc của anh Adam thì lại hứng thú với cái người ứng viên này, cho nên là yêu cầu cái anh Adam cứ gọi Anari lên phỏng vấn. Thì ok, anh Adam gọi Anari này lên phỏng vấn. Thì trong suốt 45 phút phỏng vấn thì Anari tỏ ra là một chàng rất là ổn về tất cả mọi điều, chỉ có một cái là anh ta không hề có bất kỳ cái giao tiếp bằng mắt nào đối với những người xung quanh và đối với cả Adam. Một điều là theo anh Adam là không thể thiếu đối với một người nhân viên bán hàng. Thì sau cái buổi phỏng vấn đó, anh Adam ảnh mới vui mừng, ảnh chứng minh với sếp cái cảm nhận ban đầu của mình về Anari là đúng. Thì đáp lại cái sự tự tin của anh Adam á, là một cái tràng cười lớn từ cái người sếp của ảnh. Thì cái người sếp mới nói là chúng ta đâu có cần phải tuyển cái người biết giao tiếp bằng mắt, đây là cái vị trí bán hàng qua điện thoại cơ mà. Thì đến cái lúc này anh Adam mới nhận ra là đúng là cái vị trí mình đang tuyển dụng nó không hề yêu cầu bất kỳ cái xu hướng hành vi giao tiếp bằng mắt nào hết. Đơn giản mình chỉ cần một người có thể bán qua điện thoại thôi, mình chỉ cần cái người có lời nói là đủ. Thì cái bài học chúng ta rút ra từ cái câu chuyện này đó là đôi khi nhân sự hoặc là phòng tuyển dụng chúng ta có rất là nhiều cái mục tiêu công việc và chúng ta phải tuyển dụng rất là nhiều vị trí, thì có thể hiểu được là họ sẽ không thực sự hiểu cái yêu cầu hoặc là cái tính chất công việc của phòng ban bán hàng của mình, và họ thường có thể là đôi khi họ sẽ dùng cái cảm tính của bản thân của họ để đánh giá hoặc là áp đặt những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận, những cái nhận xét của cá nhân họ lên cái người ứng viên, cũng giống như là cái anh Adam kia, anh đã áp đặt cái suy nghĩ của mình lên cái người ứng viên là Ari. Thì một cái nghiên cứu trong hơn 85 năm với hơn 30.000, 32.000 ứng viên tại hơn 500 vị trí công việc khác nhau, từ bán hàng, quản lý, kỹ sư, giáo viên, luật sư, kế toán, dược sĩ, kỹ sư điện tử vân vân, thì cho thấy rằng là nếu chúng ta chỉ lựa chọn những cái người ứng viên mà dựa vào cái kết quả phỏng vấn thì cái xác suất chúng ta chọn được đúng người nó chỉ có 8% mà thôi. Điều này có nghĩa rằng là nếu anh chị phỏng vấn 100 người, các anh chị sẽ rất là may mắn nếu chúng ta tuyển được 8 người, và 8 người này là 8 người mà chúng tôi gọi là những cái người phù hợp với cái công việc, họ ở lại công ty và đóng góp nhiều và trở thành là những cái người ở top trên chứ không phải là những cái người ở top giữa hoặc là ở top dưới. Thì chính vì điều này để cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta chỉ thuần dựa vào cảm tính thì chúng ta dựa vào phỏng vấn thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ rất là thấp trong cái vấn đề là chúng ta chọn được đúng người hay không, bởi vì hầu hết chúng ta đều dựa vào cái cảm tính của mình để đưa ra cái quyết định tuyển dụng. Thì cái điều này là cái điều nó bình thường, bởi vì cái bộ não con người của chúng ta đều được lập trình để thực hiện một số cái nhận định về cái người đối diện trong cái lần đầu gặp mặt. Thì cho dù là cái nhận định đó tốt hay là xấu thì đó đều là những cái cảm xúc nhất thời hết, và trừ khi được đào tạo thì phần lớn những cái người tham gia vào cái buổi phỏng vấn chúng ta sẽ có những cái nhận định dựa trên những gì mà chúng ta nghĩ về cái người ứng viên. Và sau đây Huy sẽ chia sẻ một vài cái thông tin mà về cái mặt tâm lý học hành vi chúng tôi có nghiên cứu để cho các anh chị hiểu được rằng là trong cái buổi phỏng vấn thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố gì. Thì thường trong buổi gặp mặt chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái ấn tượng đầu tiên, những cái tính cách, mức độ hòa hợp của cái người ứng viên với cái người phỏng vấn. Và cái nghiên cứu cho thấy thì hầu hết chúng ta phải hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng thứ nhất Huy gọi là đó là cái khuynh hướng xác nhận, có nghĩa là cái confirmation bias. Cái khuynh hướng xác nhận có nghĩa là chúng ta sẽ cố tìm những cái lý do hoặc những cái đặc điểm, những cái hành vi mà cái người ứng viên này họ thể hiện ra bên ngoài để xác nhận lại những gì mà chúng ta dự đoán trước đó là đúng. Ví dụ như trong cái trường hợp Anada là trước khi phỏng vấn là ảnh đã có một cái suy nghĩ là cái người này không phải là một cái người bán hàng mà công ty đang cần. Cho nên là trong buổi phỏng vấn ảnh chỉ chăm chăm đi tìm những cái thể hiện nào của cái người ứng viên để cho ảnh thấy được rằng là cái nhận định ban đầu của mình là chính xác. Một cái khuynh hướng thứ hai mà mình mắc phải đó là cái khuynh hướng Huy gọi là khuynh hướng tương tự, có nghĩa là similarity bias. Thì cái khuynh hướng tương tự này có nghĩa là chúng ta sẽ thường hay ưu tiên hoặc là mình sẽ dễ dãi một chút với những ai mà có những cái đặc điểm giống với bản thân của mình, ví dụ như là về mặt sở thích
hoặc là về mặt học vấn, hoặc là về mặt kinh nghiệm bản thân, vân vân. Ví dụ như là cái câu chuyện của anh Adam lúc nãy, thì chỉ với cái việc xem CV mà anh đã có những cái định kiến về cái người ứng viên, và bằng một cái cách cảm tính để xác nhận được rằng là cái người ứng viên này nó không phù hợp với cái vị trí công việc. Ảnh thấy cái người ứng viên này có cái sở thích là lắp ráp máy máy móc mô hình vân vân, nó không giống với lại cái sở thích của ảnh, thì tính chính vì cái điều đó ảnh có những cái góc nhìn nó thiên về cái hướng tiêu cực dành cho cái người ứng viên này. Và nếu anh chị để ý thì khi mà chúng ta phỏng vấn á, dù là vô tình hay như thế nào, thì nếu chúng ta gặp được những cái người mà học cùng trường hoặc là cùng quê quán hoặc là cùng sở thích vân vân, thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là nhìn nhận cái người đó một cách tích cực hơn. Điều này nó sẽ làm cho phán xét chúng ta nó sẽ kém khách quan hơn, bởi vì chúng ta sẽ có cái xu hướng là chúng ta đặt những cái câu hỏi nó dễ hơn, hoặc là chúng ta sẽ tỏ ra là không quá khắt khe với cái câu trả lời của cái người ứng viên đó. Thì để cải thiện cái tình hình thì có một số cái gợi ý dành cho các anh chị, kể cả những anh chị trong cái phòng ban tuyển dụng, hoặc là các anh chị đang ở phòng ban bán hàng, hoặc là những cái phòng ban khác, khi mà chúng ta tham gia vào cái quy trình lựa chọn người về trong đội nhóm của mình. Nếu chúng ta tham gia vào cái việc phỏng vấn thì chúng ta nên lưu ý một số cái điểm sau. Thì thứ nhất, dĩ nhiên là chúng ta nên tham gia sàng từ từ những cái bước sàng lọc hồ sơ ban đầu, và trong cái buổi phỏng vấn thì chúng ta nên có một số cái lưu ý. Thứ nhất là cái buổi phỏng vấn chúng ta nên được cấu trúc lại, có nghĩa rằng là trong cái buổi phỏng vấn này chúng ta nên đảm bảo các cái ứng viên họ được hỏi cùng một cái bộ câu hỏi, để khi mà so sánh mình sẽ có những cái điểm đối chiếu giống nhau. Và thêm nữa là thông thường thì chúng ta sẽ quan tâm về kinh nghiệm hoặc là mối quan hệ của cái người ứng viên trong lĩnh vực doanh nghiệp. Huy lấy ví dụ như ở Profiles thì chúng tôi sẽ quan tâm đến những ứng viên có kiến thức về những cái công cụ đánh giá nhân sự, hoặc là có cái mối quan hệ sâu rộng với các anh chị ở phòng ban HR vân vân. Thì những yếu tố đó cũng vẫn sẽ là những cái yếu tố cần thiết, nhưng mà ngoài những cái yếu tố đó ra thì chúng ta nên quan tâm thêm về cái mặt hành vi, những cái lối suy nghĩ, giá trị cũng như là cái tính cách của cái người ứng viên. Lý do là bởi vì chính anh chị mới là những cái người mà chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với họ, chứ không phải là nhân sự hoặc là cái người phỏng vấn. Do đó, cái việc chúng ta đánh giá được cái mức độ hòa hợp của cái người này với cái đội nhóm của mình hoặc là với bản thân của mình càng sớm thì nó sẽ giúp chúng ta hạn chế được những cái mâu thuẫn và những cái khác biệt sau này. Và cuối cùng là nếu chúng ta biết được đâu là những cái đặc điểm thành công trong cái vị trí công việc thì chúng ta sẽ có thể so khớp để xem là cái người ứng viên đó họ có những cái đặc điểm để giúp họ thành công tại cái vị trí mình đang tuyển dụng hay không. Thì khi mà chúng ta nói về những cái đặc điểm thành công, những cái yếu tố làm nên cái sự thành công, sự xuất sắc vân vân, thì nhiều cái khảo sát và nghiên cứu đã chỉ ra rằng là những cái đặc điểm mà chúng ta đang thấy trên màn hình, ví dụ như là nhún nhường, hướng ngoại, lạc quan, đồng cảm, tự tin vân vân, đều là những cái đặc điểm thường thấy ở những cái người bán hàng xuất sắc. Và tất cả những cái điều này đều quan trọng, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta có biết được đâu là những cái đặc điểm nó quan trọng và nó mang cái tính chất đặc thù để có thể bán được những cái sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp của mình hay không. Tại vì ở mỗi doanh nghiệp, mỗi loại hình kinh doanh cũng như môi trường, chúng ta sẽ cần những cái người bán hàng khác nhau. Mình lấy ví dụ như ở lĩnh vực FMCG, chúng ta sẽ cần những cái người bán hàng có xu hướng làm việc nhanh, đa nhiệm cùng một lúc, tinh thần lạc quan cao. Nhưng mà ở cái lĩnh vực tư vấn những cái dự án lớn hơn thì chúng ta có thể sẽ cần những cái người có xu hướng làm việc tập trung hơn, chậm mà chắc, hoặc là có cái hơi thiên về cái hướng tiêu cực, không quá lạc quan, để họ luôn nhìn thấy được những cái rủi ro có thể xảy ra và họ lường trước được. Do đó, cái việc thấu hiểu đâu là những cái yếu tố đặc thù của doanh nghiệp mình và làm thế nào để so khớp cũng như là đánh giá cái ứng viên, xem họ có phù hợp với những cái đặc điểm đó hay không là một cái điều cực kỳ quan trọng. Nhưng mà đôi khi một số những cái đặc điểm này nó vẫn chưa được hiểu đúng, chúng ta so khớp những cái tiêu chí nhiều khi là nó không hề liên quan với nhau. Tôi lấy ví dụ là trên cái quảng
này thì cái việc làm việc với hai nhóm nó đều sẽ rất là dễ dàng. Và hầu hết trong phần lớn trường hợp thì khi chúng ta nói về khả năng làm việc nhóm, có nghĩa là chúng ta đang nói về một người hòa đồng, họ dễ gần, họ dễ được lòng mọi người, hoặc tiếng Anh mình có cái chữ là likeable á, thì đó mới là chính xác những người chúng ta tìm thông qua cái yêu cầu là khả năng làm việc nhóm. Do đó khi đã hiểu đúng những cái yêu cầu về mặt hành vi mà ứng viên cần phải có, thì tiếp theo cái việc đánh giá và đo lường của ứng viên như thế nào là cái bước tiếp theo của mình. Thì ở cái ví dụ sau, Huy sẽ trình bày một cái câu hỏi tình huống để giúp dự đoán cái xu hướng hành vi của cái người ứng viên. Thì các anh chị có thể xem đây là một cái ví dụ để trong cái buổi phỏng vấn của mình có thể đưa ra những cái câu hỏi tình huống như thế này. Cái câu hỏi như thế này, cách đây vài năm thì các anh chị có giúp một người bạn cùng lớp với mình tên là An để tìm việc, và anh chị sau này thì mất liên lạc với bạn này một thời gian. Và một ngày thì bỗng nhiên cái bạn An này, bạn đã gửi email đến cho anh chị và giới thiệu anh chị với một cái đối tác kinh doanh tiềm năng. Thì câu hỏi là theo anh chị, động cơ đằng sau cái hành vi này của bạn An là gì? Chúng ta sẽ có 3 phương án. Phương án A, thứ nhất là đơn giản là bởi vì bạn An này muốn giúp tôi. Phương án B, bạn An này muốn trả lại cái ân nghĩa ngày trước mà tôi đã giúp cho bạn đó. Và phương án C là bạn An này muốn nhờ tôi giúp đỡ thêm một cái điều gì đó. Thì các anh chị hãy dành một chút thời gian để chúng ta xem mình sẽ lựa chọn cái phương án nào. Các anh chị đừng lo là sẽ không có đáp án đúng, đáp án sai đâu. Chúng ta cứ chọn những cái phương án nào mà theo mình nghĩ, theo đúng cái suy nghĩ của mình là được. Huy nhắc nhanh lại câu hỏi để cho anh chị lựa chọn nhé. Là cách đây vài năm thì mình có giúp một người bạn cùng lớp tên là An tìm việc. Thì mình mất liên lạc với bạn này một thời gian, và một ngày đẹp trời thì bạn này gửi email giới thiệu mình với một cái đối tác kinh doanh tiềm năng. Thì theo 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 chúng ta, theo các anh chị, thì cái động cơ đằng sau hành vi của bạn này là gì? Thì chúng ta có 3 đáp án như ở ở trên màn hình. Rồi, chúng ta có khoảng 70% các anh chị đã trả lời câu hỏi này. Thì chúng ta có khoảng 46% người lựa chọn là phương án A, có nghĩa là chúng ta nghĩ đơn giản là bởi vì bạn này muốn giúp mình. 29% lựa chọn cái phương án B, có nghĩa là mình nghĩ là cái bạn này muốn trả lại cái ân nghĩa ngày ngày trước mà mình đã giúp bạn đó. Và phương án C có khoảng 25% các anh chị lựa chọn là mình nghĩ rằng bạn này muốn nhờ mình giúp đỡ thêm cái điều gì đó. Xin cảm ơn phần chia sẻ của các anh chị. Thì đối với cái câu hỏi này, phần lớn chúng ta sẽ chọn cái phương án là phương án B. Và những người nào mà chúng ta có cái tính cách mà Huy gọi là giver, có nghĩa là chúng ta có cái cách nhìn là chúng ta thích cho nhiều hơn là nhận, thì chúng ta sẽ chọn cái phương án A. Những ai mà theo cái khuynh hướng là taker, có nghĩa là chúng ta nhận nhiều hơn là cho, thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là C. Và giống như lúc nãy Huy có nói, với những cái câu hỏi như thế này, chúng ta sẽ không có câu trả lời đúng và không có câu trả lời sai. Những anh chị nào là giver, những người thích cho nhiều hơn nhận, hay là chúng ta thích nhận nhiều hơn cho, không có đúng và sai, chúng ta đều có những cái điểm lợi khi mà, hoặc là cái điểm hạn chế khi mà chúng ta là những người có cái khuynh hướng như vậy. Cái vấn đề đây là chúng ta chỉ đang cố dự đoán xem là những cái đặc điểm của bản thân cái người ứng viên khi mà họ trả lời một cái câu hỏi như thế này, là để đo lường xem họ có phải là cái hợp trong cái công việc của mình đang tuyển hay không. Huy lấy ví dụ là nếu chúng ta đang tìm những cái người mà có khả năng làm việc nhóm như lúc nãy mà Huy vừa vừa nói, thì những ai mà lựa chọn cái phương án A hoặc cái phương án B có thể sẽ là những người có cái xác suất phù hợp cao hơn so với những cái người lựa chọn phương án C. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần phải có nhiều câu hỏi hơn để chúng ta kiểm tra lại những cái tiêu chí như thế này. Thì đây chỉ là một cái ví dụ để cho các anh chị thấy được rằng là cái việc mà chúng ta hiểu và đánh giá được cái người ứng viên, nó sẽ giúp cho mình chọn được đúng người, đúng việc để có thể tối ưu hóa được cái đội ngũ bán hàng của mình.
Cũng như là chúng ta quay lại một cái câu chuyện mà về cái anh Adam và anh Ari lúc nãy, thì sau khi mà nhận ra là mình đang có những cái định kiến chưa tốt về cái người ứng viên này, thì anh Adam mới mời cái anh Ari lên phỏng vấn lại một cái lần nữa. Thì thay vì lần này chúng ta có những cái câu hỏi thông thường, thì anh Adam được một cái người đồng nghiệp là Brad Austin, thì anh Brad này khuyên là công ty mình á bây giờ đang thiếu những cái người mà có thể gọi là thiếu những cái người có cái óc sáng tạo, thì anh nên đặt những cái câu hỏi nào để có thể phát huy được hết cái sự sáng tạo từ cái người ứng viên này. Thì anh Adam sau đó mới đưa cho anh Ari một cái quả táo thối và yêu cầu cái anh này thuyết phục ông mua nó. Và nếu anh Ari bán được cái quả táo này thì anh Adam sẽ cho rằng là anh này có thể bán được bất kỳ cái món hàng nào. Thì các anh chị có thể suy nghĩ chút xíu xem là nếu mình là cái anh Ari thì mình sẽ bán cái quả táo này như thế nào. Cũng khá là hóc búa đúng không ạ? Thì Huy sẽ trình bày cái phương án trả lời của anh Ari để chúng ta tiết kiệm thời gian, chúng ta hơi lố giờ ở đây. Thì anh Ari anh mới nói rằng là thưa ông, đây mới trông qua có vẻ là một cái quả táo thối nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái quả táo già mà thôi. Thì với cái quả táo như thế này, ông có thể dùng cái hạt của nó để trồng một cái cây táo vô cùng tươi tốt trong sân vườn nhà ông, và nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với việc là ông phải đi mua cái hạt giống về để trồng một cái cây táo. Và chính vì cái câu trả lời này nó đã thuyết phục hoàn toàn cái anh Adam, và anh Adam đã lựa chọn Canary vào cái vị trí bán hàng qua điện thoại. Và sự thật là vài tháng sau đó, anh Ari là một trong những cái người bán hàng qua điện thoại xuất sắc nhất tại công ty này. Thì để tóm tắt lại cái phần trình bày của Huy trước khi chúng ta kết thúc webinar và chúng ta tiến đến phần hỏi đáp, thì có những cái điểm chính là Huy cần nhắc lại. Thứ nhất là các anh chị nếu có thời gian, chúng ta hãy rà soát lại cái đội ngũ hiện tại của mình và đánh giá một cách khách quan nhất về cái mức độ hiệu quả của từng thành viên, để chúng ta có thể hiểu được rằng là đâu là những cái người nằm ở top trên, đâu là những cái người top giữa và đâu là những cái người ở top dưới của mình. Thứ hai là chúng ta hãy cố gắng thấu hiểu vì sao những cái người nhân viên đó, những cái thành viên đó họ lại có cái mức độ công việc hiệu quả nó vượt trội so với những người còn lại. Bởi vì hầu như chúng ta đều bán cùng một cái sản phẩm, cùng một cái dịch vụ, chúng ta cũng đều được training như nhau, nhưng mà tại sao có người lại thành công, có người lại không thành công, và đâu là những cái đặc điểm thành công trong công việc đó. Và nếu được, chúng ta hãy tham gia vào trong cái quy trình lựa chọn những cái người bán hàng về trong doanh nghiệp của mình. Chúng ta tham gia vào càng nhiều thì càng tốt, nó sẽ giúp cho mình hiểu được về những cái người ứng viên để chúng ta có thể đưa ra cái sự lựa chọn, chúng ta chọn đúng người về cho cái đội nhóm của mình. Và ngoài ra, khi mà chúng ta tham gia vào và chúng ta có được những cái công thức thành công, là những cái đặc điểm này là những cái yếu tố tạo nên cái mức độ cái hiệu suất công việc cao trong cái vị trí công việc này, thì cái câu hỏi kế tiếp là chúng ta làm thế nào để đánh giá cái người ứng viên đó. Thì chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta tạo ra những cái câu hỏi tình huống giống như lúc nãy, hoặc là chúng ta sẽ xoáy sâu vào những cái tiêu chí mà chúng ta cần phải tìm hiểu trong cái buổi phỏng vấn với cái người ứng viên. Và trước khi Huy kết thúc cái phần trình bày của mình, thì chùa Huy có hai câu hỏi dành cho các anh chị. Nếu nếu các anh chị nào chưa rõ hoặc chưa có đáp án cho hai cái câu hỏi trên màn hình, đó là các anh chị nghĩ mình có biết được những cái yếu tố nào tạo nên cái sự thành công ở những cái người bán hàng xuất sắc nhất trong đội ngũ của mình hay không? Và câu hỏi thứ hai là chúng ta có dùng những cái tiêu chí đó để đo lường khi mà tuyển dụng những người mới hay không? Và nếu các anh chị chưa có những cái đáp án, hoặc là chúng ta chưa rõ là những cái phương án trả lời những câu hỏi này như thế nào, thì Profiles chúng tôi rất vui lòng mời anh chị và nhóm của mình tham gia vào một cái chương trình mà chúng tôi gọi là tối ưu hóa đội ngũ bán hàng. Thì đây là cái chương trình mà chúng tôi sẽ đến để trao đổi cũng như là áp dụng một số cái công cụ của Profiles để giúp các anh chị đánh giá và chúng ta nhận ra đâu là những cái đặc điểm thành công ở những cái người bán hàng xuất sắc nhất tại doanh nghiệp của mình, điều gì làm cho họ xuất sắc hơn những người trong nhóm. Thì đây là một cái chương trình mà chúng tôi sẽ thực hiện cho tất cả, áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Thì nếu
các anh chị hứng thú với các chương trình này thì các anh chị hãy đăng ký với Profiles, thì các tư vấn viên của chúng tôi sẽ đến để chúng ta cùng nhau trao đổi và tìm ra những cái công thức bí mật từ những cái người bán hàng xuất sắc nhất trong cái đội ngũ của mình. Và phần trình bày chính của Huy đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ bước sang phần hỏi đáp, và các anh chị vui lòng viết những cái câu hỏi của mình vào cái cửa sổ chat, và Huy sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi của các anh chị trong vòng 10 đến 15 phút nữa. Và nếu chúng tôi không có đủ thời gian để trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các anh chị thì Huy sẽ trả lời qua mail sau cái webinar này. Chúng ta có cái câu hỏi đầu tiên là: trong trường hợp những người có mức độ phù hợp thấp nhưng mà họ là những người có kinh nghiệm sales tốt ở những doanh nghiệp khác thì nên ưu tiên tiêu chí nào? Câu hỏi rất là hay, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái câu hỏi mà nhiều anh chị cũng đang thắc mắc. Thì khi mà chúng ta gặp một cái người ứng viên có kinh nghiệm làm việc bán hàng được cho là tốt ở những cái doanh nghiệp khác thì đúng, đó là một cái điểm cộng của cái người ứng viên này, nhưng mà chúng ta nên lưu ý rằng là không phải doanh nghiệp nào cũng như nhau. Ví dụ như ở Profile chúng tôi bán những cái giải pháp dành cho nhân sự như vậy, nhưng mà có thể đến ở một cái doanh nghiệp khác cũng cùng một cái loại hình sản phẩm, nhưng mà chưa chắc một cái người sale top ở ở Profile có thể sẽ thành công ở cái doanh nghiệp khác, bởi vì cái môi trường hoạt động, cái văn hóa của doanh nghiệp đó nó khác nhau, và cái sản phẩm đôi khi là nó cũng không hoàn toàn giống nhau 100%. Cho nên là những người có kinh nghiệm sale tốt ở những doanh nghiệp khác thì đúng là có một cái điểm cộng, nhưng mà cái điểm cộng lớn hơn mà chúng ta cần phải đo lường đó là chúng ta phải xem cái mức độ phù hợp của cái người bán hàng này, họ có hợp với lại cái đội ngũ của mình, có hợp với lại cái môi trường của mình hay không, và quan trọng hơn là những cái đặc điểm mà một người bán hàng thành công tại công ty của mình, tại cái nhóm của mình, cái người này họ có hay không. Thì đối với những cái tình huống như vậy thì quan điểm của Huy cho rằng là cái mức độ phù hợp công việc thấp nhưng mà có kinh nghiệm thì chúng ta nên để là cái ưu tiên số 2. Còn cái ưu tiên đầu Huy vẫn cho rằng là cái mức độ phù hợp công việc cao và kinh nghiệm có thể là không tốt bằng hoặc là thiếu một chút thì nó cũng không không đến nỗi, chúng ta vẫn nên ưu tiên cái hướng đó. Chúng ta có một cái câu hỏi rất là đi thẳng vào vấn đề là: nếu nhân viên sales làm không tốt, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta đào tạo thêm hay là chúng ta sa thải? Câu hỏi rất rất là thực tế. Khi mà chúng ta nói cái người nhân viên sale làm không tốt thì câu hỏi thứ nhất là họ không tốt cỡ nào? Họ nằm trong nhóm giữa hay là nhóm dưới? Cái target chúng ta, cái doanh số chúng ta đặt ra cho họ nó có hợp lý hay chưa? Và chúng ta có hiểu vì sao mà họ không không làm việc hiệu quả tại công ty của mình hay không? Nếu chỉ vì họ thiếu những cái kiến thức hoặc là họ chưa vững về những cái thông tin về sản phẩm, về dịch vụ của mình, hoặc là họ yếu một chút về cái kỹ năng bán hàng, ví dụ như kỹ năng chốt deal hoặc là kỹ năng gọi điện thoại vân vân, thì chúng ta có thể giữ họ lại để chúng ta đào tạo thêm. Và chúng ta phải so sánh lại là xem cái người này họ 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 đã ở doanh nghiệp chúng ta bao lâu, bởi vì nếu mà một người đã ở doanh nghiệp chúng ta một thời gian đủ lâu, ví dụ như là trên 6 tháng hoặc đôi khi là 1 năm, mà họ vẫn có những cái năng suất, cái hiệu suất công việc nó kém như vậy, hoặc là chúng ta không rõ vì sao, thì có thể đó là một một phần lý do để cho chúng ta có một cái đáp án là đôi khi họ đơn giản không phải là cái người phù hợp để làm doanh nghiệp, để làm tại doanh nghiệp của mình. Nếu một người có kiến thức tốt, họ có kỹ năng nhưng mà họ vẫn không bán được thì đôi khi cái phương án lựa chọn là chúng ta sa thải họ, nó lại là một cái phương án tốt cho cả doanh nghiệp của mình và đôi khi là tốt cho cái người nhân viên đó nữa. Cho nên là trả lời câu hỏi này thì Huy nghĩ là chúng ta phải phân tích cái tình huống một chút thì chúng ta mới có thể đưa ra được rằng là chúng ta nên giữ và đào tạo thêm hay là chúng ta nên sa thải họ.
Một cái câu hỏi khá thú vị là cái kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với một cái người sale giỏi? Thực ra thì để nói là một cái kỹ năng quan trọng nhất thì theo Huy thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể tìm ra đâu là một cái kỹ năng quan trọng nhất đối với một cái người sale giỏi. Nhưng mà để đánh giá một cái người sale có giỏi hay không thì Huy nghĩ một trong những cái yếu tố làm nên một cái người bán hàng xuất sắc đó là họ sẽ có cái khả năng mà làm cho cái người đối diện thích mình. Có nghĩa là cái yếu tố likeable. Bởi vì bán hàng hoặc là mua hàng, tất cả những cái hành vi đó dù muốn dù không, chúng ta đều khi chúng ta mua hàng chúng ta đều dựa vào cái cảm xúc của mình. Thì cho dù chúng ta có lý trí cỡ nào thì cái quyết định cuối cùng mình đưa ra là mình có mua cái món đồ này hay không, nó đều dựa vào cái cảm xúc của mình vào cái thời điểm đó. Và nếu như cái người sale, cái người bán hàng làm cho chúng ta thích họ thì đó là một trong những cái kỹ năng mà Huy nghĩ là nó sẽ giúp cho hầu hết những cái người mà bán hàng sẽ thành công, dù là anh bán cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ gì. Cái kỹ năng likeable là một cái kỹ năng theo Huy nghĩ là nó tương đối là quan trọng. Ngoài ra còn một số cái kỹ năng khác, Huy lấy ví dụ như là chúng ta có những cái kỹ năng chúng ta chăm sóc khách hàng, hoặc là chúng ta gọi là chúng ta giao tiếp, chúng ta lắng nghe, chúng ta đồng cảm và chúng ta đưa ra những cái giải pháp nó hợp lý cho khách hàng, thì đó cũng là những cái kỹ năng quan trọng. Nhưng mà nếu hỏi là cái kỹ năng quan trọng nhất thì Huy nghĩ cái kỹ năng làm cho người khác thích mình đó là một cái kỹ năng nó đứng đầu trong cái danh sách theo cái quan điểm của Huy thôi. Thì có thể các anh chị sẽ có những cái góc nhìn khác, nhưng mà với cái góc nhìn là một cái người tư vấn và Huy thấy trong cái việc bán hàng thì cái kỹ năng đó là cái kỹ năng số 1 mà mình cần phải tập trung vào. Một cái câu hỏi khác là anh là doanh nghiệp của mình là một cái công ty nhỏ chuyên cung cấp các sản phẩm về thiết bị bảo mật, firewall tường lửa, và những cái thiết bị này cần có người hiểu về cái công nghệ thông tin thì mới tư vấn được cho khách hàng. Và mình gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề tuyển nhân viên bán hàng, bởi vì anh này nếu mà cái người này biết về IT thì sẽ không biết về kinh doanh và ngược lại. Thì profile cái ý kiến nào xoay quanh cái vấn đề này? Thì cảm ơn câu trả lời câu hỏi của anh. Trong nhóm những cái khách hàng của profile chúng tôi thì chúng tôi cũng có một số khách hàng là nằm ở trong mảng công nghệ thông tin và họ cũng bị gọi là gặp cái khó khăn trong cái vấn đề là chúng ta tuyển người, và nó giống như anh vừa trao đổi, vừa vừa chia sẻ, đó là những người bán hàng về về công nghệ thông tin thì chúng ta đôi khi chúng ta không thuần là chúng ta tuyển một người mà chỉ biết về kinh doanh, có nghĩa là biết về bán hàng, mà chúng ta cần phải có một người có một cái kiến thức chuyên sâu nhất định về cái mặt technical, có nghĩa là về mặt kỹ thuật. Huy sẽ không nói là nếu cái anh technical chuyên viên về kỹ thuật biết 10 thứ, cái người bán hàng này cũng phải biết 8 9 thứ, thì theo Huy nó không đến nỗi như vậy. Cái người này chỉ cần ở cái mức 5 hoặc mức 6 thì như vậy nó là đủ rồi. Thì để tìm những cái người này như thế nào thì tương đối là khó. Thì theo Huy thì với những cái trường hợp như thế này, chúng ta hãy thử là chúng ta xem lại ở những cái bạn mà technical hiện tại trong trong cái team của mình đo lường, mình xem cái bạn này tình hình về về cái khả năng kỹ thuật là như thế này, cái đó chúng ta biết rồi. Và ở profiles thì chúng tôi có một cái công cụ mà chúng tôi áp dụng cho những cái khách hàng trong cái tình huống đó, đó là cái công cụ profile sales assessment. Thì cái bài đánh giá này nó sẽ đánh giá một người để nó xem, nó dự đoán xem là nếu tôi đặt cái người này vào cái vị trí bán hàng thì cái anh này ảnh có xác suất bao nhiêu phần trăm sẽ thành công tại cái vị trí bán hàng đó. Thì bằng cách chúng ta đánh giá hết toàn bộ những cái người nhân viên kỹ thuật của mình để chúng ta xem cái nền móng về mặt kiến thức
phần cứng của anh này là như thế nào, rồi chúng ta sẽ xem qua về cái mặt tư duy, về cái mặt hành vi, về mặt sở thích, về mặt phù hợp của anh này đối với cái vị trí sales, thì chúng ta sẽ đo lường được và chúng ta sẽ có thể chọn ra được những cái người vừa thỏa mãn về cái tiêu chí kỹ thuật và vừa thỏa mãn về cái mức độ phù hợp công việc bán hàng. Thì khi mà chúng ta chọn ra được những cái người này rồi thì cái bước kế tiếp thì chúng ta sẽ không vội vàng mà chúng ta đưa người này ra chiến trường, thì nếu mà chúng ta đưa ra thì chắc chắn cái người này họ sẽ fail ngay, họ sẽ thất bại ngay, bởi vì đây không phải là cái lĩnh vực chuyên môn của họ. Về mặt hành vi, xu hướng hành vi, sở thích, họ phù hợp với cái công việc sale không có nghĩa là họ sẽ lập tức thành công ngay. Thì khi mà chúng ta định vị ra được những cái người có tiềm năng trở thành cái người bán hàng thì những cái bước kế tiếp là chúng ta phải đào tạo, chúng ta phải trang bị cho họ một số những cái kỹ năng mà cái người bán hàng cần phải có. Và cái quan trọng nhất mà nhiều công ty chúng ta quên, chúng ta bỏ qua cái bước này, đó là chúng ta cần phải trao đổi với họ xem là cái người này thực sự là họ có muốn trở thành cái người bán hàng hay không. Bởi vì trừ khi là họ muốn thì chúng ta mới có thể biến họ thành một cái người bán hàng, còn nếu mà họ đã không muốn rồi thì rất là khó để cho họ có thể trở thành cái người bán hàng và đi bán theo đúng những cái gì mà chúng ta yêu cầu. Cho nên là nó là một cái quy trình và nó sẽ có nhiều bước. Thì thông thường đó là những cái bước mà Huy tư vấn cho các khách hàng của mình trong cái nhóm đối tượng là công nghệ thông tin. Thì hy vọng là anh có thêm một vài cái ý kiến, vài 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 cái thông tin xoay quanh cái vấn đề của anh, và nếu anh cần thảo luận chuyên sâu hơn thì Huy sẵn sàng sẽ thảo luận với anh qua 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 cái địa chỉ email của Huy sẽ để ở cuối chương trình, và mình có thể gọi là tham gia. Một đề chúng ta có nhiều câu hỏi, Huy sẽ xem có câu hỏi kế tiếp. Một câu hỏi về mặt thời gian bao lâu thì để một sale mới đạt được doanh số trung bình của team. Cái này thì Huy xin trả lời là nó sẽ tùy vào trong cái sản phẩm và cái dịch vụ của mình. Thì chúng ta phải xem cái lịch sử, chúng ta hãy xem là lịch sử trước đây những cái người bán hàng của mình họ cần bao nhiêu thời gian để họ có thể đạt đến cái mức trung bình của cả team cộng lại. Vì lấy ví dụ như ở profile đơn giản là một người bán hàng, chúng tôi biết là với một người bán hàng mới vào trong cái team profile của mình và bán những cái sản phẩm như giải pháp của profile thì sẽ mất khoảng từ 6 tháng cho tới 9 tháng để chúng ta sẽ có được những cái hợp đồng đầu tiên. Thì đó là cái khoảng thời gian trung bình. Và làm sao profile biết từ 6 tháng đến 9 tháng thì chúng tôi xem lại cái quá khứ để chúng tôi biết là một cái người nhân viên mới họ mất bao nhiêu thời gian, thì anh cũng có thể làm cái hành hành động một cái hoạt động như vậy để mình dự đoán xem là một người mới vào trong công ty của mình họ cần bao nhiêu thời gian, thì mình sẽ dự trù được là mình nên tuyển họ vào trong thời điểm nào và khi nào thì mình sẽ mong đợi họ là có được một cái hợp đồng đầu tiên. Ok, Huy thấy rằng là cái chương trình của mình thì hơi bị lố giờ ngày hôm nay, cho nên Huy xin phép các anh chị là cho Huy tạm dừng cái phần hỏi đáp ngay tại đây. Có một cái câu hỏi mà Huy thấy mọi người cũng có đặt ra rất là nhiều, đó là Profiles có cho trải nghiệm thử những cái hệ thống đánh giá được hay không? Thì Huy xin thông báo với các anh chị là cái chương trình tối ưu hóa đội ngũ bán hàng là một cái cơ hội để cho chúng ta có thể trải nghiệm thử những cái công cụ đánh giá của Profiles. Thì các anh chị có thể đăng ký với lại chúng tôi thông qua một cái survey mà chúng ta sẽ gửi sau cái webinar này, thì các anh chị hãy đăng ký cái chương trình đó
chúng ta hãy ghi rõ ra những cái khó khăn, những cái thách thức mà mình gặp phải trong cái đội ngũ bán hàng của mình, thì để những cái tư vấn viên của chúng tôi có thêm thông tin và chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi với từng doanh nghiệp để có được những cái giải pháp trải nghiệm, thực sự là trải nghiệm, để cho các anh chị thấy được rằng là cái hiệu quả nó như thế nào. Và những câu hỏi khác thì các anh chị yên tâm là chúng tôi đã có thông tin tên và email các anh chị ở đây, thì Huy sẽ cố gắng trả lời qua email sau cái webinar này. Và cái buổi webinar tối ưu hóa đội ngũ bán hàng ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Huy rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để tham gia cái webinar và đặt những cái câu hỏi để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học tập. Thì vào cái ngày 16 tháng 7 sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái webinar cũng là về bán hàng thành công, và đó là cái phần thứ hai của cái webinar này, là chúng ta sẽ nói về cái cách thức là làm thế nào để mình có thể gọi là phát triển và đào tạo những cái người nhân viên bán hàng cho mình. Và cũng trong tháng 6 này, vào ngày 25, thì Profile chúng tôi sẽ làm lại một cái webinar số 1, đó là về chủ đề Job Fit 2015, quan niệm và thực tế. Thì đây là cái webinar đầu tiên trong cái chuỗi series webinar dành cho nhân sự, và chúng tôi đã làm từ hồi tháng 4, và bởi vì có rất là nhiều người đưa yêu cầu để chúng tôi làm lại, thì vào ngày 25 tháng 6 này chúng tôi sẽ làm lại cái webinar số 1 này. Nếu các anh chị có quan tâm hoặc các anh chị muốn chia sẻ đến những người ở phòng ban khác thì các anh chị hãy chia sẻ cái webinar này đến những anh chị đó. Và Huy xin cảm ơn các anh chị đã đến, đã lắng nghe phần chia sẻ của mình, và trên slide là thông tin liên hệ của Huy bao gồm số điện thoại cũng như là email. Thì nếu các anh chị có bất kỳ những cái thắc mắc hoặc là muốn trao đổi riêng với Huy thì các anh chị có thể ghi chú lại những cái thông tin liên hệ này, và Huy sẽ giải đáp những cái thắc mắc mà các anh chị có. Và Huy xin kết thúc webinar đây và sẽ trả lại cái phần điều khiển chương trình cho bạn Thảo, và hẹn gặp lại các anh chị trong cái webinar lần sau. Cảm ơn anh Huy và cảm ơn các anh chị đã tham gia buổi webinar ngày hôm nay tối ưu hóa đội ngũ bán hàng. Hy vọng qua buổi webinar lần này, các anh chị đã cập nhật được những thông tin hữu ích để giúp doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng, từ đó tối ưu hóa doanh thu. Và sau khi kết thúc buổi webinar ngày hôm nay, anh chị vui lòng kiểm tra email cảm ơn của chúng tôi để thực hiện khảo sát, giúp profile hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức những webinar lần sau. Và quan trọng hơn nữa, như anh Huy đã thông báo, Profile International Southeast Asia sẽ cung cấp gói tư vấn tối ưu hóa đội ngũ kinh doanh hoàn toàn miễn phí. Các anh chị hãy nhanh tay làm khảo sát và đăng ký thời gian trải nghiệm giải pháp từ phía chúng tôi. Và đại diện cho công ty Profile, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chào thân ái nhất đến các anh chị. Chúc anh chị sức khỏe và thành công.